Hello, xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Ngọc Tú. Trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói về Neville và Kerr ở trong Photoshop và để xem chúng sẽ hoạt động như thế nào. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu ngay video ngày hôm nay nhé. Chắc hẳn các bạn đều biết là Neville và Kerr là hai tính năng cực kỳ mạnh ở trong Photoshop giúp cho chúng ta tinh chỉnh ánh sáng, đặc biệt là chỉnh độ tương phản. Nào, đầu tiên thì mình sẽ bật Neville lên trước nhé. Để bật Neville thì các bạn có hai cách. Một là chúng ta có thể sử dụng cái công cụ Adjustment ở đây. Chúng ta có thể chọn Neville cho mình. Cách thứ hai là các bạn có thể truy cập vào trong Image và chúng ta chọn Adjustment và chúng ta chọn công cụ Level ở đây với phím tắt là Ctrl L dài này. Tuy nhiên là với cái cách này thì nếu mà các bạn không thử áp dụng trực tiếp nó lên một cái layer Smart Object thì khi mà các bạn kết thúc OK cái thì nó sẽ biến mất nhé và chúng ta sẽ không chỉnh sửa được tiếp. Thành thử ra là mình sẽ ít dùng cái này và mình sẽ dùng cái Level như thế này hơn. Với Level thì các bạn chú ý nó làm việc hoàn toàn với giải động Dynamic Range với bức ảnh của các bạn vậy. Nào, với cái bức ảnh của mình có ở đây, một bức ảnh phong cảnh, các bạn có thấy là cái phần nền ở đây nó đang khá là mờ. Và cái biểu đồ histogram ở đây các bạn ý này, nó hiển thị những cái phần nào mà nó cao lên chính là cái phần mà trong bức ảnh nó đang hiển thị nhiều, chẳng hạn như là cái màu trầm tối đang rất là nhiều trong bức ảnh này. Thành thử ra cái phần này nó rất là cao này. Các bạn chú ý là cái giải động ở đây nó kéo dài từ 0 này đến 255. Với giá trị 0 nó ứng hoàn toàn với màu đen tuyệt đối, tức là màu đen mà sâu nhất có thể. Trong khi đó số 255 ở đây thì ứng với màu trắng tinh. Tại vì là cái hình của mình ở đây, cái màu đen tuyệt đối nó không có gì cả. Thành thử ra là những cái phần ở chỗ này nó không có gì. Các bạn thấy này. Thế thì để làm cho bức ảnh này nó đậm màu lại thì bắt buộc chúng ta phải kéo cái này cao vào đây. Như thế này. Khi mình kéo vào đây thì các bạn thấy là cái phần màu đen lúc này, cái giải động của nó sẽ bắt đầu từ cái vị trí số 34 mình đang nhập vào đây đến 255. Thì lúc này cái màu đen nó bắt đầu nó có cái sự độ sâu tuyệt đối như thế này. Thì qua một cái thao tác như vậy các bạn cũng có thể thấy được là level nó hoạt động hoàn toàn dựa trên là giải động Dynamic Range. Khi mà các bạn kéo qua các cái vùng khác nhau thì chúng sẽ tăng cái độ tương phản của màu sắc lên. Nào, với cái thanh ở giữa này nó đang luôn ở vị trí là 1.0. Cái thanh này chính là thanh trung tính. Khi mà các bạn kéo lệch nó về bên tay trái như mình như này thì nó sẽ tăng cái sắc sáng lên của bức ảnh, làm cho cái bức ảnh của chúng ta nó sáng lên và các cái vùng tối nó hiển thị rõ nét hơn. Và khi chúng ta kéo nó sang phải như thế này thì nó sẽ lấy thêm các cái giá trị của vùng tối và nó sẽ làm cho các cái vùng sáng ở bên đây nó bị tối lại. Thì cơ bản nó là như vậy. Ở dưới này chúng ta còn có một cái thanh về sắc độ màu. Thực chất cái thanh này nó biểu thị cho cái bớt nét, tức là cái độ sáng của mỗi pixel trong cái giải động của chúng ta. Với cái giá trị ở đây khi mà các bạn kéo càng về phía sáng như này thì những cái điểm màu mà nó có màu tối nó sẽ sáng dần lên, nó sẽ sáng dần lên. Và khi mà chúng ta kéo kịch nó sang bên đây thì nó sẽ đưa về một màu trắng tinh. Và ngược lại với cái thanh bên này, khi mà các bạn kéo ngược ở bên đây thì các cái điểm màu sáng nó sẽ mất cái độ sáng đi và nó tối dần lại và dần dần nó đưa về một màu đen. Thì qua đây các bạn có thể thấy là cách hoạt động của level rất đơn giản, hầu hết dựa trên cái độ tương phản của ảnh, các mức độ chênh sáng giữa các vùng khác nhau mà chúng ta kéo làm sao cho cái ảnh của chúng ta nó sẽ đẹp hơn. Level sẽ rất là thích hợp để cho những bạn nào mà hay chỉnh ảnh phong cảnh, những cái bức ảnh mà các bạn chụp bị thiếu sáng và đôi khi là chúng ta chỉ cần kéo qua một vài thao tác thôi như thế này thì tự dưng này các bạn sẽ thấy là những cái vùng sáng nó hiện lên rất là đẹp, mà nó chúng ta không cần phải đắn đo quá nhiều về các cái việc là kéo vùng màu này nó sẽ lệch sang chỗ khác. Điều này sẽ không xảy ra nhiều trong level, tại vì nó luôn kéo lên theo một cách rất là tương đồng và hài hòa. Ngoài ra trong level các bạn cũng có thể kéo qua các cái kênh màu khác nhau. Nó cho chúng ta tùy chọn RGB, Red, Green và Blue, ba kênh màu rất phổ biến hiện nay. Thì với kênh Red các bạn cứ kéo bình thường. Các bạn để ý này, các cái kênh màu RGB nó luôn luôn đối lập với các kênh màu xem quanh cây. Red đối ngược với Cyan này, Green đối ngược với Magenta và Blue thì đối ngược với Yellow. Và đặc biệt là các kênh màu ở trong RGB nó đều là các kênh màu sáng nhé, tức là nó đều đại diện cho vùng sáng. Red, Green và Blue đều là vùng sáng, còn CMY là vùng tối. Thành thử ra khi mà các bạn kéo, các bạn cũng lưu ý cái việc này. Chẳng hạn khi mà chúng ta kéo từ cái giá trị ở bên này, cái phần này chính là cái phần Cyan. Ở trong kênh Red thì nó là Cyan, tại vì mà khi các bạn kéo lên như thế này thì nó sẽ ám cái màu Cyan, tức là cái màu xanh lơ vào trong bức ảnh của chúng ta nhiều hơn. Cái phần tối á, tại vì là cái màu Cyan nó đại diện cho màu tối mà, trong khi đó phần Red thì nó đại diện cho kênh sáng, thì nó hướng ở phía bên đây cơ. Thì khi bạn kéo giảm xuống một chút thì nó sẽ át cái màu đỏ vào trong các cái vùng sáng của bức ảnh, thì nó sẽ tạo ra cho chúng ta một cái cảm giác nó hơi hoài cổ một tí. Đại diện của những cái kênh này nó thường là như vậy. Đối với các kênh đối lập thì khi các bạn cứ kéo hai cái màu nó ngược nhau về sát nhau một chút thì nó sẽ tạo ra cái màu vintage, kể cả là màu Red, màu Cyan hay là kênh Blue, kênh Green với kênh Yellow cũng vậy. Nào, mình sẽ kéo thử qua một kênh khác nhé, chẳng hạn như kênh Blue này. Khi mà các bạn kéo cao cái phần này lên thì nó sẽ ám cái màu vàng lên, tại vì kênh Blue của chúng ta nó đối ngược với cái kênh Yellow mà. Khi mà Yellow tăng lên thì đồng nghĩa với việc là cái Blue của chúng ta nó sẽ giảm đi. Nào, mình sẽ tăng cái phần Blue lên một chút này. Khi các bạn kéo này thì cái phần Blue, cái màu xanh này nó sẽ ám nhiều hơn này. Thì về cơ bản là level nó thực hiện là chỉ có đơn giản như vậy thôi.
Tuy nhiên là các bạn để ý này, ở trong chỗ này nó có thêm ba cái chấm mực như thế này, nó đại diện cho ba cái sắc độ màu, từ cái màu trắng này, kênh màu trung tính này, gray này, và kênh màu đen này. Với cái này thì các bạn cũng có thể xét màu nhanh bằng cách là chúng ta kích vào cái màu trắng chẳng hạn này. Mình kích vào cái phần có cái màu trắng ở đây và mình muốn cái vùng đó nó sáng lên thì tự động nó sẽ tự động nó căn chỉnh cho chúng ta làm sao để cái màu đúng cái màu trắng ở chỗ cái vị trí mà mình vừa chấm, nó sẽ đạt được cái độ trắng tuyệt đối. Và lúc đó thì tất cả những cái vùng màu xung quanh nó sẽ thay đổi theo cái vùng màu này. Đây là một trong những cái cách mà cân bằng trắng cơ bản thôi. Nó chỉ đơn giản là giúp các bạn cân bằng trắng theo ý muốn của các bạn, theo một cái mức độ nhất định thôi, nó chưa phải là cách nó quá chuyên biệt nhé. Nào, trở lại với cái kênh RGB thôi. Thì các bạn có thể giữ thêm phím Alt+ cho mình và các bạn kéo cái thanh này đi cho mình thì tự động nó sẽ ra cái màu như này. Khi các bạn kéo đến những cái vùng mà bắt đầu có những cái điểm ánh sáng thì bắt đầu nó sẽ hiện lên như này, tại cái vị trí ở đây. Khi mà các bạn kéo ở đây đúng cái vị trí này thì các bạn thả tay cho mình thì các bạn sẽ nhận biết được đó chính là cái điểm bắt đầu của cái vùng tối của các bạn. Tại vì là cái điểm sáng ở bên này nó đã bắt nguồn, nó đã có cái vùng sáng rồi thì mình sẽ không kéo mà mình chỉ kéo vùng tối ở đây thôi. Nào, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau chuyển qua cơ nhé. Mình sẽ tắt đi và mình sẽ mở tính năng cơ lên. Trong cơ thì cũng tương tự như là level, chúng ta cũng có thể bật thêm trong image này, assignment và cơ ở đây. Và cách sử dụng thì cũng tương tự như nhau thôi. Trong cơ thì các bạn có thể thấy là cái phần giải động của nó cũng hiển thị rất là rõ ràng với hai cột như thế này. Phần thanh trượt ở phía dưới này, từ vị trí này đến vị trí này, nó cũng đại diện cho dynamic range, cho giải động của chúng ta. Trong khi đó cái phần từ phía dưới này và hất lên trên nó đại diện cho brightness, tức là độ sáng chi tiết của ảnh. Và các thông số nó cũng chạy đều giống như là trong level vậy thôi. Tại vị trí gốc này nó cũng là 0 này và đến đây vẫn là 255. Bình thường thì các bạn hay kéo nó cao lên một chút này để tăng độ sáng này. Và chúng ta giảm sáng một chút này để tăng tương phản lên một chút. Các bạn có thể thấy là khi mình kéo như thế này ở trong cơ thì nó sẽ không tạo được một cái màu nó sắc ngay giống như trong level. Tại vì trong level nó mạnh một cái là nó có thể kéo đồng loạt các cái vị trí ảnh và các cái màu nó tạo ra một cái sự đồng nhất và tương phản nó cao hơn so với cơ. Trong cơ kể cả khi các bạn kéo cao lên hoặc là kéo thấp xuống cái vùng tương phản của nó thì nó luôn luôn có một cái sự chuyển sắc nó nhẹ nhàng hơn. Các bạn khi các bạn kéo một cái vị trí ở chỗ này thì các bạn thấy là ngay lập tức cái vị trí ở chỗ này nó cũng sẽ chuyển động này. Nó cũng sẽ chuyển động nhẹ nhàng để nó tạo ra cái sự mềm mại trong cái việc chuyển sáng của chúng ta, nó không bị gắt. Nào, bây giờ mình cũng sẽ di chuyển cái vị trí này đặt đúng vào chỗ này. Đây. Thì tại cái vị trí 34 như mình đặt lúc nãy ở đây thì cái bức ảnh của chúng ta nó vẫn sẽ đạt được cái độ sâu tuyệt đối về cái màu đen. Thực ra một số bạn hay nói đến cái việc khái niệm nằm trong chéo bức ảnh, nhưng mà thực chất đối với mình cái việc trong của một bức ảnh nó chỉ đơn giản là bức ảnh đó nó có đầy đủ một cái dải dynamic range trải dài từ cái vị trí tối đến sáng một cách đầy đủ, chứ nó không bị thiếu ở những cái vùng tối hoặc là vùng sáng. Tại vì nếu mà nó thiếu ở vùng tối hoặc vùng sáng thì chỉ đơn giản là các bạn sẽ phải tăng sáng lên thôi, điều đó không có nghĩa là làm cho bức ảnh trong chéo hơn. Cái điểm mạnh ở trong cơ là các bạn hoàn toàn có thể tùy biến nó cao hơn rất là nhiều ở trong level, chẳng hạn như cái phần dải động ở đây các bạn có thấy mình có thể kéo cao cái phần này lên như thế này. Chúng ta có thể tinh chỉnh sâu hơn một chút từ vùng tối. Chúng ta không muốn chỉnh quá nhiều vùng sáng thì mình sẽ đính kèm nó lại và giữ cố định nó lại như thế này. Và mình sẽ chỉnh chủ yếu là ở cái vùng tối thôi. Mình sẽ kéo cao cái phần tối lên như thế này. Trong khi cái vùng sáng thì mình lại không chỉnh nhiều, mình lại giảm nó xuống như thế này. Rõ ràng phần sáng nó vẫn cơ bản nó vẫn như vậy, nhưng mà phần tối nó đã được tăng rất là nhiều. Điều này các bạn không thể làm được ở trong level. Ngoài ra trong cơ thì còn vô số các cái tính năng khác nữa. Nào, mình sẽ thử qua cái bút này, các bạn có thấy là nó có thể giúp chúng ta vẽ một cái đường như thế này. Thì đây là cái đường cong mà các bạn có thể tự vẽ ra như thế này. Nhưng mà cái này thì mình không khuyến khích tại vì là nó rất là khó và đôi khi nó không chính xác. Bên cạnh đó thì các bạn có thể chuyển vào cái này và chúng ta kích vào cái phần biểu tượng cái bàn tay ở đây. Mình kích vào đây cái này. Thì trong cái này nó sẽ cho phép các bạn kéo một cách nó linh hoạt hơn ở trên trực tiếp bức ảnh của chúng ta. Mình đặt vào vị trí vùng tối này, mình hướng lên trên này. Thì lập tức các bạn thấy là cái phần ánh sáng ở chỗ này nó sẽ tăng lên đối với vùng tối. Là mình giảm xuống này thì cái vùng tối đây nó cũng sẽ giảm theo đó. Phần sáng này mình kéo tăng sáng này, các bạn thấy là cái phần sáng ở trên cái biểu đồ đây nó tăng lên này. Khi mà các bạn tinh chỉnh ở trong cái đường cong này thì nó cũng sẽ cho phép các bạn tinh chỉnh thêm ở cái thông số ở dưới này, chẳng hạn như đây mình đặt là 128 này, thì các bạn để ý là các cái vị trí ở chỗ này đây đúng là 128 này, cái vị trí output đầu ra nó ứng với cái đường này, đường cao này. Khi mà các bạn kéo cao lên đây mình đặt khoảng 255 này là vị trí cao nhất ở trên này, thì nó sẽ tạo ra được một cái đường thẳng như này. Và cái vị trí này nó ứng với vị trí 128 ở chỗ này, ở đây là 255 này. Thì các cái giá trị màu ở vị trí 128 nó sẽ được hắt sáng tuyệt đối lên 255. Và nó làm cho các cái vùng sáng của chúng ta nó trắng tinh như thế này. Thì cũng tương tự như là trong level thì trong cơ chúng ta cũng có thể tinh chỉnh các cái kênh màu khác nhau, red, green và blue bình thường. Như mình đã nói, red, green, blue nó đại diện cho vùng sáng, tại thì nó luôn ở phía trên này. Trong khi đó CMYK thôi thì nó đặt ở phía dưới này. Khi mình tăng cái phần này lên thì nó sẽ ám cái màu đỏ này, và khi mình tăng cái phần này lên
thì nó cũng sẽ ám màu đỏ, tại vì mình đang hướng ở cái hướng trên mà. Còn khi mà các bạn tăng nó về phía này thì nó sẽ ám cái màu cyan, tại vì là kênh tối là phía dưới này, màu sáng là trên này này. Với các kênh màu khác cũng tương tự như vậy thôi, green cũng vậy. Nào, mình tăng lên này thì nó ám xanh này, và mình tăng cái này lên thì nó cũng ám xanh này, và mình kéo lên vào đây thì nó sẽ ám magenta. Và cái kênh blue, thường thì blue mình hay kéo thấp xuống một chút để cho nó ám cái màu vàng, thì nó sẽ tạo ra cái cảm giác nó rất là kiểu nó hoài cổ đấy. Cái màu này thì cực kỳ là phổ biến, và mình có chia sẻ cho các bạn một cái tip ở trong cái video 15 thủ thuật đó, thì mình có nói về cái vấn đề này. Tức là khi mà các bạn giảm cái màu vàng xuống ở trong cơ và tăng cái màu xanh lên một chút thì nó sẽ tạo ra cái hiệu ứng vintage rất là đặc trưng của những cái bức ảnh phim xưa. Đây, mình tăng lên một chút này, nhẹ nhẹ như này thôi. Đó, thì nó sẽ tạo ra cái hiệu ứng màu phim rất là đặc trưng của những cái bức ảnh cổ ngày xưa chụp ra từ những cái máy ảnh phim ấy. Thì tương tự như ở trong level thôi, trong cơ các bạn cũng hoàn toàn có thể chọn một cái chấm màu ở đây và chấm vào cái màu bất kỳ để tạo ra cái vùng sáng đồng nhất ở cái vị trí đấy. Chẳng hạn như mình chấm vào cái vùng trắng như thế này thì cái phần chỗ này nó sẽ trắng tinh lên, mình chấm vào chỗ đen thì cái chỗ đen này nó sẽ trắng tinh lên. Nếu mà các bạn chấm vào những cái vùng khác nhau như thế này, đó, nó sẽ trắng tinh ở những cái vùng mà mình chấm, mình đang chọn cái điểm chấm trắng mà. Nhưng mà điểm mạnh ở trong Curve thì nó mạnh hơn level ở nhiều chỗ. Một là các bạn có thể tinh chỉnh các cái vùng ánh sáng về giải động cũng như là bớt nét một cách nó sâu hơn với cái đường cong nó uốn gấp khúc như này. Trong level các bạn chỉ có thể kéo theo một cái đường thẳng thôi. Ngoài ra thì trong Curve nó kết hợp được thêm với rất nhiều các công cụ khác nữa để tạo ra những cái tính năng vô cùng mạnh mẽ. Có thể là hiệu chỉnh về màu sắc, có thể là fit lại skin với các cái tính năng liên quan đến Gray Spoil. Thì qua những chia sẻ của mình thì chắc chắn là các bạn cũng có thể thấy được rằng là level và Curve nó làm việc rất là mạnh, đặc biệt là với ánh sáng. Chúng không mạnh về chỉnh màu, mặc dù vẫn có thể chỉnh được màu, tuy nhiên là nó không quá nhiều. Chủ yếu vẫn là các cái kênh màu nó đơn sắc, nó quá đơn điệu. Nếu mà các bạn chỉ chỉnh màu với Curve và level thôi thì theo mình nghĩ là chưa đủ đâu, các bạn cần phải chỉnh màu nhiều hơn với các công cụ khác nữa. Nhưng mà với Curve và level thì thực sự chúng làm việc rất là mạnh với giải động và khắc phục được hoàn toàn mọi ánh sáng ở trong Photoshop. Thực chất thì chúng không quá khác biệt, tuy nhiên là nếu mà nằm kỹ hơn và đặc biệt là khi áp dụng với các tính năng mạnh mẽ về cân bằng trắng thì mình đánh giá là Curve mạnh mẽ hơn level khá là nhiều. Tuy nhiên level vẫn có những cái hữu dụng nhất định trong nhiều trường hợp. Khi mà các bạn kéo một bức ảnh có thể là chúng ta không cần tinh chỉnh quá nhiều mà chúng ta chỉ muốn kéo sáng toàn diện trong bức ảnh lên thì rõ ràng level thể hiện cái sức mạnh tuyệt đối vượt trội so với cơ ở điểm này. Nhưng mà khi mà các bạn kéo và tinh chỉnh riêng các cái vùng màu khác nhau, các cái vị trí màu khác nhau thì rõ ràng cơ lại cho thấy nó là một tính năng tuyệt vời ở trong Photoshop. Và mình cũng hy vọng là các bạn sẽ thực hành nhiều hơn với các tính năng ở trong Photoshop để mà chúng ta nhuần nhuyễn về cách sử dụng nó cũng như là áp dụng nó vào trong công việc một cách hiệu quả hơn. Video này thì mình sẽ kết thúc tại đây thôi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ mình nhé. Một lần nữa, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhé. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe.